vị sữa chua hòa quyện cùng nước uống, tạo nên Good Mood, nước uống vị sữa chua. Hey, ngon mát bất ngờ, mút lên phơi phới. Không biết quý cô đây là ai và tới tìm tôi có chuyện gì đấy? Xin cho hỏi, đây có phải là ca nhạc sĩ K79 không? Đúng như vậy, tôi chính là ca nhạc sĩ K79. Nhưng nói cho quý cô biết, tôi chỉ tiếp những người nhan sắc hơn người, tài sắc vẹn toàn thôi. Vậy thì anh chưa biết gì về tôi rồi. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là một diva. Diva. Tên của tôi là La Vida. La Vida. Tôi chuyên hát những dòng nhạc opera, nhưng mà dạo gần đây thì tôi thích một cái dòng nhạc mang âm hưởng dân ca. Đổi gu âm nhạc à? Cho nên tôi mới đến đây để tìm Mạc Văn Khoa. Sao cô biết tên thật của tôi? Tôi biết chứ. Ngoài ra tôi còn biết là anh đang làm chủ một hệ thống chuỗi những cửa hàng bún đậu mắm tôm, có đúng như vậy không? Đúng như vậy. Bún đậu và mắm tôm chính là nguồn cảm hứng âm nhạc của tôi. Nếu cô để ý những sáng tác nổi tiếng ấy, nó đều mang những gia vị và những cái cảm xúc vị rất là khác nhau. Nhưng tôi muốn hỏi cô tìm tới tôi có chuyện gì? Thật ra thì tôi rất thích những cái ca khúc mang cái mùi vị hơi thôi thối của anh. Cô phải dùng từ hơi thở. Hơi thở. Đừng có dùng từ mùi thối ở đây. Vâng. Hơi hướng, hơi thở. Nói chung là nó mang một cái hương vị mắm. Nhưng cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. À, hỏi gì? Cô tới đây làm cái gì? Ở trong giới ca nhạc sĩ hiện tại thì tôi thấy có ca sĩ ZZ97. Mỗi lần mà anh ấy ra một cái ca khúc nào đó thì luôn nằm ở trong cái top trending. Anh biết cái top trending là cái top gì không? Tôi biết chứ. Nó là cái top thịnh hành. Đó. Và gần đây nhất là cái ca khúc Là Một Thằng Con Trai của anh ta, nó cũng được nằm trên top. Cho nên tôi cũng muốn đến đây gặp anh để anh sáng tác cho tôi một cái ca khúc nào đó, để mà tôi hát lên tôi cũng được leo lên trên top, tôi ngồi trên đó. À, là quý cô tới đây đặt nhạc của tôi đó hả? Đúng như vậy. Z97 tôi biết chứ. Tôi rất thích chàng trai này. Chàng trai này có fan group là Đóm. Fan cái gì? Fan club. Là Đóm. Đóm. Thì tôi, ca nhạc sĩ K79 cũng có fan club. Fan club của tôi là mắm. Ôi, nó có mùi, cái fan nó có mùi quá. Đúng như vậy. Tôi thích mắm. Mùi vị âm nhạc. Mùi vị âm nhạc. Nếu như Z97 có bài hát Là Một Thằng Con Trai thì ngay tại đây với cảm xúc mới tinh như thế này, tôi sẽ sáng tác tặng cô một bài Là Bà Mẹ Hai Con. Là Bà Mẹ Hai Con. Wow. Lý do gì mà anh nhìn tôi biết tôi hai con? Mặc đầm mà phải che cái eo lại như thế này thì tôi biết rồi. Nếu cô muốn thì tôi sẽ sáng tác cho cô một bài nữa, Vòng Eo 98. À không, tôi không có nhu cầu. Nhưng trước tiên sẽ là bài hát Là Bà Mẹ Hai Con. À. Là bà mẹ hai con, mập như cô, chẳng có ai thèm theo. Chồng hay ghen, chẳng có ai làm quen. Vì rằng ngày mai, 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 cô bước đi cùng ai? Không ai chịu bước đi cùng cô. Anh ơi, cái nãy là bản nháp thôi chứ không anh? Anh hát vô cái bản chính luôn đi anh. Bản gốc rồi đó. Nó chỉ cần phối khí vào nữa là có thể ra thị trường được rồi. À, cô bản... nhớ bản gốc chưa? Bản gốc á hả? Ừ. Ờ, tôi thấy sao cái bài hát đó nó giống như nó đang chửi tôi vậy anh? Sao lại chửi cô? Ngôn ngữ nhạc mà cô dùng từ chửi. Đây là gọi là
hàm ý, hay còn gọi là cái gì ẩn dụ trong âm nhạc. Ẩn dụ hả? Đúng. Nó ẩn chỗ nào? Nó ẩn đi cái vòng eo của cô. Tôi không nghe anh hát gì tới dọc đấy, có nghe thấy vòng eo đâu. Đấy, chỉ có là một bà mẹ hai con đó. Vậy thôi đó hả? Vậy thôi. Hết rồi. Đúng. Tào lao, tào lao. Sao lại tào lao? Cô tới đây nhờ tôi sáng tác âm nhạc mà tôi sáng tác cho đúng với con người cô mà sao tào lao? Tôi thấy cái trình độ cái âm nhạc của anh nó quá sức kém cỏi. Tôi sẽ dẫn anh đi gặp những tài năng không chỉ hát hay đâu mà còn khỏe nữa. Tôi biết là không ai có thể hơn tôi được rồi, nhưng mà tôi vẫn muốn đi gặp là ai vậy? Được rồi, mời anh và quý vị khán giả hãy đến với một game rất là vui nhộn được mang tên là Hãy Hát Lên cùng với những ca sĩ tài năng như là Quỳnh Lập, Hậu Hoàng và Lê Nhân. Ở game này chúng ta sẽ đấu đội chủ nhà và đội khách. Sẽ có 3 vị trí. Vị trí bục màu đỏ là đứng hát. Vị trí bục tiếp theo là vị trí thau nước đá. Vị trí tiếp theo là vị trí xe đạp thể thao. Khi trò chơi bắt đầu, người đầu tiên sẽ hát cái đuôi của ban tổ chức thành cái đầu câu hát của mình. Và hiện tại người đầu tiên luôn có một quả bóng trong tay, sẽ chạy thẳng về cái tô thủy tinh này và bỏ quả bóng vào. Sau đó tiến về vị trí số 2 là vị trí thau nước đá, đứng vào trong đây. Thì người đang đứng trong đây sẽ lập tức di chuyển về cái tô có quả bóng và cầm quả bóng này chạy về vị trí tiếp theo, đưa cho người đang ngồi trên xe này. Lập tức người trên xe này sẽ chạy về vị trí số 1 và người đem quả bóng tới sẽ ngồi lên đây bắt đầu đạp. Giống như tiếp sức vậy đó. Chúng ta chơi tuần hoàn tiếp sức như vậy. Sau 2 phút, đội nào mang về nhiều quả bóng hơn thì đội đó giành chiến thắng. Đội nào chơi trước? Mình chơi trước luôn đi. Mình chơi trước đi. Dạ, mình là đội vị trí hát là vị trí nào? Dạ đây. Đây. Khi nào câu hát của ban tổ chức bắt đầu vang lên, có nghĩa là thời gian bắt đầu và Harry lập tức bước vào cái sân đá. Sinh mạng của Harry tồn tại hay không tồn tại là nhờ vào tài năng hát của Lâm Vy Dạ. Chị đi, chị có ghét gì em không? Thì thương em muốn chết. Chị ơi, chị em sức rồi. Chị bước vào đi, lát nay em rửa chân cho chị. Chị đi, dạ. Chị đi. Chị có thể nói anh Thành là em vô quán anh ăn giảm cho em 50% không? Giảm cho em 50% không? Em ơi, chị có quyền mà em. Chị okay, sẽ giảm chị. Cho em. Chị sẽ giảm cho em. Ok chị. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Câu hát đề bài của chương trình là nước mắt đàn ông không rơi từng giọt. Có chữ gì? Bắt đầu. Gió bước về sắc sơ những bụi chuối sao hè. Trời ơi. Trời ơi. Sao đó đi, hả đi lượm đi. Hả đi lượm, hả đi lượm. Chạy bên kia giải vô đây. Chị lên đây, chị lên đây đi. Chị lên đây, chị lên đây đi. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em. Lấy lắm. Để cho Hoa bảo vô. Thôi em lên vô. Đây nè, đây nè, rồi. Chị giả chạy đi, chị giả chạy đi. Qua đây, qua đây, qua đây. Không nổi luôn. Ôi trời ơi. Bà gì? Ôi trời ơi, nhanh lên. Ôi em. Trời ơi, cái này mà lạnh cái gì? Em ơi, bà gì? Em á. Cái này mà lạnh cái gì? Nhanh lên. Em ơi, bà nào mà không có mua. Bước vô, bước vô. Bước vô. Bước vô, bước vô. Tiếng Anh cũng được, có chữ E là được. Giữ không lại. Giữ không lại. Em cầm tay bên kia, giữ không lại. Em cầm tay bên kia, giữ không lại. Hãy subscribe.
Lòng lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Rồi nó tự hại trong đời nó luôn. Lòng mẹ tha thiết như được rồi. Harry, go! Go! Chạy đi, chạy đi! Từ từ, từ. Cái này dễ quá mà. Ủa, trời ơi, sao mà chạy từ từ, trời ơi! Chạy như một con dê! Cuộc sống mà, cũng như từ từ, mọi việc sẽ làm được. Đừng từ từ thôi. Mấy đứa làm gì vậy? Từ từ, có làm nó tê rồi. Nó tê. Ôi, một nàng đã được ở cạnh trang trang. Không, chính xác. Dạ, dạ là chữ giờ chứ không phải là chữ R. Là chữ giờ đó, khỏe quá. Ủa, đâu có. Đúng rồi, chữ giờ, chữ giờ. Cái này chị được giãn tĩnh mạch đó chị. Chị, giờ này hả, là cô hả? À, này hả? Giang em hôm nào? Giang em hôm nào? Có đó có bốn chữ à? Giang em hôm nào đứng giữa linh hồn cho tôi chợt mơ thấy. Go 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 go. Mệt quá. Hạt gua là cuối câu là gì đây? Em có nghe không? Tình yêu là thế, đôi khi là mình say mê. Rồi được rồi. Được rồi. Được rồi. Rồi được rồi. Được rồi. Được rồi. Được rồi. Đi 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 đi. Sao lại có cả tiết mục đúng hả? Đúng. Đúng. Vô đi chị Ri. Chị Ri vô đi chị Ri. Chứ mờ nhiều quá mà. Mờ một một đi đấy. Mình chia tay đi. Mình chia tay đi. Mình chia tay nhau nhé. Cứ thế anh về đi giấu buồn. Ta chia tay khi tình yêu bắt đầu. Giống hai năm cưới dữ vậy. Go. Rồi chị nhảy đi, chị nhảy đi chị. Trời ơi, giờ đi quăng chiều lạnh hay lắm á. Đôi khi lòng buồn yêu em thật nhiều mà tình đó là tội bảo quá, ngồi bản tê chân rồi. Nhiều nhiều quá, nhiều nhiều quá, sao chưa nhúng mà nhiều 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 nha, chưa nhiều nha. Đi vào đi vào anh ơi, chưa nhiều nha, nhiều nha chị đó, chưa nhiều, không giờ nhiều. Đúng rồi, đúng rồi, mày nói là nhớ đến anh, lòng mày nhớ đến anh. Mà nó rung theo điệu nhạc. Nhớ đến anh, nhớ đến anh. Hay những gió mưa. Sai rồi, sai rồi. Hay mày mới hay nè. Lòng này nhớ. Được rồi. Đúng rồi, anh nhớ đến anh, lòng mày nhớ đến anh. Này Giang dễ sợ nữa. 30 giây còn lại. Anh ơi, anh dừng lại nào, này đang kia có mưa rơi. Rơi là mẹ đi đâu đây? Ủa, em biết chân tả quá. Lạc. Em biết chân tả hả? Mưa rơi. Sống với tôi như vậy mà. Đừng mà. Vô mưa rơi này đúng không? Ừ ừ. Rơi là giọt khát luôn. Sống với tôi như vậy mà. Rồi một hôm tôi muốn đi thật xa, quên người ta như hình bóng không phai mờ. Rồi hết giờ luôn, hết giờ luôn, khỏi đi bắt gì nữa. Bắt gì nữa. Rồi hết giờ.
Như vậy là sau 2 phút thì đội chủ nhà đã mang về được tất cả là 10 quả bóng. Yeah. Chị Ri ơi, Khoa ơi, mình biết mình phải làm gì rồi đó. Đúng, em biết rồi. Dạ, em đã nói ngay từ đầu đừng gây thù chuốc oán với em. Thưa quý vị, 2 phút chuẩn bị dành cho đội Quỳnh Lập. Xin mời. Chuẩn bị chưa? Chuẩn bị. Lạc mất em rồi, từ đây em hơi. Không được hò nha. Ủa, kỳ vậy? Anh ơi, hồi định cái chữ tê tê đằng sau thôi, cái gì thôi thôi thôi, anh lại. Hôm qua em đi chùa Hương, hoa cỏ còn mờ hơi sương. Ok, go, go, go. Đây là đứa gây dù quá với mình nhiều. Từ chưa, ta chưa có hát. Hơi sương là sương á. Chiếc nu sinh, nu cùng với em, anh nam lên trời.
con người em nó rớt ra chỗ này hay vậy? Trời ơi, em phải chơi kỳ vậy? Anh ơi, nhét vào quần em nè, áo em nè, dữ nè. Ra đây giúp anh nè. Dạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Quá hay. Như vậy là 9 quả bóng vẫn thua đội chủ nhà một quả. Đội chủ nhà chiến thắng trong trò chơi này. Xin chúc mừng. Yeah. Yeah. Các em ơi, các em còn non lắm. Thưa quý vị, vài phút mang lại tiếng cười cho quý vị. Nếu không cười, mong quý vị bỏ qua cho. Thưa quý vị, sau đây là phần tiếp theo của chương trình Kỳ Tài Thách Đấu. Wow, wow, wow.